Câu 12, nguyên liệu hóa thạch là gì? À, thì các em biết rằng nguyên liệu hóa thạch là nguyên liệu mà hình thành từ xác sinh vật bị chôn vùi và biến đổi hàng trăm triệu năm trước đó. Cho nên đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu 12, gạo sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều nhất trong cơ thể? Thì các em biết là gạo thì có nhiều cái chất dinh dưỡng, trong đó có đường và tinh bột, và nó cung cấp nhiều nhất ở hai cái chất này. Cho nên chúng ta chọn đáp án A. Câu 14. Thực phẩm để lâu ngoài không khí sẽ bị gì? Thì các em biết rằng thực phẩm khi để ngoài không khí thì sẽ bị biến đổi màu sắc, mùi vị và giá trị dinh dưỡng của nó. Và chính vì thế cho nên chúng ta chọn đáp án D. Câu 15. Hỗn hợp dầu ăn, nước, khoáng điều thì tạo thuộc loại nào sau đây? A là bọt, B là huyền phù, C là tương nhũ và D là dung dịch. Thì các em để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cần phải nắm được là như thế nào là huyền phù, như thế nào là tương nhũ, dung dịch, đúng nhỉ? Thì các em biết huyền phù là các chất rắn lơ lửng trong chất lỏng, còn tương nhũ, nhũ tương là chất lỏng lơ lửng trong chất lỏng khác. Nó là chất lỏng lơ lửng trong chất lỏng khác. Còn dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất của hai hay nhiều chất hòa tan vào nhau. Vậy thì với cái phần này chúng ta thấy là khi dầu ăn mà khuấy đều vào trong nước thì lúc này chúng ta thấy là chất lỏng, dầu ăn là chất lỏng và nước là chất lỏng. Vậy thì lúc này chất lỏng sẽ như vậy, lúc này chúng ta thấy chất lỏng sẽ lơ lửng trong chất lỏng. Chính vì vậy cho nên chúng ta chọn đó là nhũ tương. Chất lỏng mà lơ lửng trong chất lỏng thì là nhũ tương. Câu 16. Khi cho bột mì vào nước khuấy đều thì ta thu được cái gì? Thì bột mì là chất rắn, còn nước là chất lỏng. Và thì lúc này khi khuấy đều thì bột chất rắn lơ lửng trong chất lỏng. Chính vì vậy cho nên nó là huyền phù. Cho nên chúng ta chọn đáp án B. Câu 16, câu 17. Nếu không may làm đổ dầu ăn vào trong nước thì ta dùng phương pháp nào sau đây để có thể dầu ăn ra khỏi nước? A là lọc, B là chiết, C là dùng máy ly tâm và D là cô cảm. Và thì đối với câu 17 này chúng ta biết là khi mà như vậy để mà tách được cái dầu ăn ra khỏi nước thì chúng ta cần phải chiết xuất cái dầu này, cho nên chúng ta chọn phương án B. Câu 18. Người dân đã sử dụng phương pháp nào để thu được muối? A là cô cạn nước biển, B là làm lắng đọng nước muối, và C là làm bay hơi nước biển và D là lọc lấy muối từ nước biển. Thì các em biết rằng để mà tạo ra muối từ nước biển thì người ta phải cho nước biển vào trong một cái ruộng khô, sau đó phơi khô bằng cách là khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống nước biển làm cho nước biển trong ruộng nóng lên và bay hơi, và lúc này sẽ còn lại muối trong biển, trong ruộng. Cho nên chúng ta chọn phương án C. Câu 19 là điểm khác biệt giữa nước cắt và nước tự nhiên. Thì các em biết nước cắt là nước mà tinh khiết, là tinh khiết. Đó. Còn nước tự nhiên thì có thể trong đó nó sẽ có lẫn nhiều tạp chất này, các vi sinh vật ở trong đó. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng nước cắt có một chất, có một chất. Còn nước tự nhiên thì có nhiều chất ở trong đó, cho nên chúng ta chọn đáp án C.
Câu 20. Muốn hòa tan được nhiều muối ăn vào trong nước thì ta không nên sử dụng phương pháp nào? A. Nghiền nhỏ muối ăn. Thì khi mà nghiền nhỏ muối ăn thì lúc này nó sẽ tan nhanh hơn, muối ăn sẽ tan nhanh hơn. Còn B là đun nóng, thì lúc này các phân tử muối và nước sẽ chuyển động nhanh hơn và giúp quá trình hòa tan cũng nhanh hơn. Vừa cho muối vào nước và khuấy đều, đây cũng là một giải pháp làm cho muối tăng nhanh hơn nước nhà trong nước. Còn B là bỏ thêm nước lạnh vào, thì khi mà bỏ thêm đá lạnh vào trong nước thì lúc này các phân tử nước và muối sẽ chuyển động chậm hơn, cho nên quá trình hòa tan muối vào trong nước sẽ lâu hơn. Chính vì vậy cho nên chúng ta không sử dụng phương pháp này. Câu 21. Trong các bệnh viện, bác sĩ thường cho những bệnh nhân bị hôn mê hay có vấn đề về đường hô hấp thở bằng khí oxygen. Ứng dụng đó dựa vào tính chất nào sau đây của oxygen? Thì các bạn em biết là oxygen thì có cái tính chất là duy trì sự sống và sự cháy. Chính vì vậy, trong trường hợp này, các bác sĩ đã ứng dụng oxygen trong quá trình duy trì sự sống. Cho nên chúng ta chọn đáp án C. Câu 22. Vào mùa hè, nhiều hôm thời tiết rất oi bức, ngột ngạt khó thở. Nhưng sau một trận mưa rào ập xuống thì người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Lý do là vì sao? Vậy thì lúc này chúng ta thấy khi mà mưa rào xuống thì nó sẽ làm cho nhiệt độ của môi trường giảm và nó loại bớt khói bụi ra khỏi không khí. Chính vì vậy cho nên chúng ta chọn đáp án C. Câu 23. Những thực phẩm được dùng để chế biến nước mắm là gì? Để mà tạo ra nước mắm thì đòi hỏi chúng ta phải có cá biển và muối. Cho nên chúng ta chọn đáp án A. Câu 24. Mô hình 3R có nghĩa là gì? Thì đối với mô hình 3R có ý nghĩa đó là giảm thiếu và tái chế, đồng thời là tái sử dụng. Được viết tắt của ba cái từ tiếng Anh, ba từ tiếng Anh. Và các em có thể tìm hiểu thêm cái ba từ tiếng Anh này là gì. Còn đối với tiếng Việt thì người ta dùng cái từ là 3T. 3T. 3T đó là gì? Giảm thiếu, rồi tái chế và tái sử dụng. Cho nên chúng ta chọn đáp án B. Câu 25. Để củi dễ cháy khi đun nấu, người ta không dùng biện pháp nào sau đây? A là phơi khô cho củi, phơi củi cho thật khô. Phơi củi củi cho thật khô thì lúc này củi sẽ dễ cháy hơn nha. Cung cấp đầy đủ oxygen cho quá trình cháy. Thì khi cho biết rằng oxygen là chất duy trì sự cháy, chính vì vậy cho nên cung cấp đầy đủ thì giúp cho củi sẽ cháy nhanh hơn. Xếp củi chồng lên nhau sát, càng xếp càng tốt. Chúng ta thấy rằng khi mà xếp chồng củi lên nhau càng xếp càng tốt như vậy thì dẫn đến cái trường hợp là sẽ thiếu oxygen, giúp cho cái sự cháy nó sẽ không được duy trì. Chính vì vậy cho nên chúng ta không nên thực hiện cái điều này. Câu 26. Trong hệ trời của cơ thể thực vật bao gồm các cơ quan nào? Thì các em thấy rằng đối với thực vật thì có hai cái hệ, đó là hệ chồi và hệ rễ. Và thì hệ chồi thì gồm có là gì? Thân, lá, hoa, quả. Cho nên chúng ta chọn phương án D. Câu 27. Gai của cây xương rồng thuộc cơ quan nào của thực vật? Thì chúng ta thấy gai của cây xương rồng nó được biến đổi từ lá của nó, từ lá của nó. Vì lý do cây xương rồng là nằm ở sống ở trên các sa mạc, cho nên các em biết thì sa mạc thì thiếu nước đúng không nhỉ? Chính vì vậy cho nên cây xương rồng này để phù hợp với tồn tại trên cái môi trường đó thì làm sao đó để cho hạn chế cái việc thất thoát hơi nước. Chính vì thế cho nên nó đã biến đổi lá của nó thành dạng xương, dạng gai, để hạn chế cái việc bốc hơi nước.
Chính vì vậy cho nên chúng ta chọn đáp án C, đó là thuộc hệ cơ quan, đó là hệ lá ha. Câu 28. Sơ đồ nào sau đây thể hiện đúng mối quan hệ của năm cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào từ nhỏ đến lớn? Thì các em biết là trong cơ thể đa bào thì có năm cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất đó là tế bào, rồi sau đó mô, rồi cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể. Cho nên đáp án đúng của chúng ta là Câu 29. Để quan sát tế bào biểu bì ở lá cây thì em sử dụng dụng cụ nào sau đây? Thì biểu bì lá cây để mà quan sát được thì chúng ta cần phải sử dụng đến kính hiển vi các em. Cho nên chúng ta chọn đáp án B. Câu 30. Hầu hết các sinh vật có kích thước khác nhau là do đâu? Đó là do A là số lượng tế bào khác nhau, B là kích thước tế bào khác nhau, và C là mức độ tiến hóa của sinh vật, và D là môi trường sống của sinh vật. Thì các em biết rằng các sinh vật mà có kích thước khác nhau là nguyên nhân về số lượng cũng như là số lượng của các tế bào này. Cho nên chúng ta chọn đáp án A.